Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của anh Chứng khoán Thực Chiến. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích thị trường luôn anh chị nhé. Đầu tiên thì Hùng Anh cũng xin chúc mừng những anh chị nào mà đã nghe video của anh, hoặc là những anh chị nào giữ được hàng trong những cái phiên vừa rồi, đặc biệt là hai cái phiên mùng 5 tháng 7 và mùng 6 tháng 7. Hai cái phiên vừa rồi, nếu anh chị nghe video của Hùng Anh thì anh chị sẽ biết rằng là Hùng Anh nói là thị trường rất là khỏe, đúng không ạ? Ngay cả cái phiên mà mùng 6 tháng 7, ngoài anh bảo là thị trường rất là khỏe. Đấy, nó là thị trường khỏe nhất trong vòng mùng 5 tháng 7, là thị trường khỏe nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây. Đấy, 2 tuần giao dịch tính từ ngày 22 tháng 6. Và hôm nay anh chị thấy chưa? Rằng là thị trường tăng. Hôm nay thị trường tăng với một cây nến, gọi là một cây nến đóng cửa cao nhất phiên với một cái thanh khoản rất thấp. Anh chị biết cái cây nến này là như nào không? Cái cây nến này biểu thị của việc là cái lượng hàng ở ngoài, trôi nổi ở ngoài đã không còn nhiều nữa sau rất nhiều các cái đợt rũ. Đây. Sau rất nhiều các đợt rũ của đội lái. Đợt rũ này, các đợt rũ của đội lái từ đây đến đây. Rũ liên tục. Anh chị ạ, rũ liên tục. Đấy. Anh chị nhìn đấy, anh chị nếu mà anh chị để ý, thì anh chị sẽ thấy là họ rũ liên tục. Đấy. Tại sao họ lại làm cái điều đấy? Và hôm qua anh chị có thấy Hùng Anh nói rằng là cái cây này hôm qua thanh khoản buổi sáng ấy, trước khi cái sự kiện VND nó xảy ra, thanh khoản buổi sáng hôm qua nếu ai để ý là 4.700 tỷ, tức là lượng hàng ở ngoài, tức là hôm qua là gần như là thị trường buổi sáng không giao dịch. Nói là không giao dịch vì sao? Vì đội lái họ để xem mà cung cầu thị trường lúc đấy không có, không, gần như là hết hàng ở bên ngoài, hết cung hàng bên ngoài, không còn nữa. Có thanh khoản thị trường có 4.700 tỷ. Đấy. Thế thì chiều nó mới xảy ra cái sự kiện VND. Và hôm qua thì mọi thứ đều bình thường. Hôm qua Hùng Anh giải ngân, Hùng Anh này, sau khi Hùng Anh bán ở cái cây ngày 29 tháng 6 vào được một chút, đúng không? Hùng Anh đã nói vào một chút, lấy vị thế các kiểu. Đấy. Còn bản chất là Hùng Anh cầm những cổ phiếu như VPG này, DGC này, hay là tất cả những cái cổ phiếu là, hay là Dabaco, Hùng Anh đã cầm hết từ dưới này rồi. Đấy. Lên trên này Hùng Anh lấy Nam Kim cắt lỗ, HCM cắt lỗ. Sau đó Hùng Anh vào lại những cái cổ phiếu đầu tư công này, FCN này, FCN vào từ những cái phiên này. Đấy, HCM vào lại, ANV vào lại. Đấy, bán IDI là phải vào lại. ANV không bỏ được anh chị ạ. Đấy. Thì những cái cây mà hôm nay ấy, anh chị nhìn này. Gọi là tạo lực họ đánh cho anh chị là hôm nay anh chị nhìn đến mức tăng điểm kinh khủng không? Ai cũng bảo anh chị sẽ thấy là broker sẽ khuyến nghị anh chị, hay là mọi người ấy, lên diễn đàn sẽ thấy bảo là hôm nay là một cái phiên là kéo điểm của tạo lập, kéo trụ để sợ thị trường sập. Ai sẽ nói thế, hầu hết là sẽ nói như thế, vì những cái người đấy người ta bán rồi anh chị ạ. Và bản chất là hôm nay thị trường nó cũng kéo trụ luôn đấy, nhưng nó kéo trụ để làm gì? Cái quan trọng là nó kéo trụ để làm gì? Nó kéo trụ khi mà thị trường đã bị bán hết, tức là hàng đã vào tay của lái hết rồi. Hôm nay Hùng Anh nói trong room của Hùng Anh là Hùng Anh bảo là tầm này ấy, tại sao mà giá tầm này lái nó đánh lên ấy, nó thả bao nhiêu hàng ra là ở với bất kỳ mức giá nào là anh chị em muốn mua là phải mua giá cao. Đấy, tức là cái lượng cung hàng nó hết rồi. Anh chị hiểu không? Là nó thả ra giá nào cũng phải mua. Đấy, và nó kiểm soát được hết cái lượng hàng đấy, nó đánh lên giá nào là anh chị phải mua, còn không thì nó cứ sẽ đánh. Đấy. Nó là như thế anh chị ạ. Bản chất của thị trường ấy, đấy, nó luôn là như vậy. Sau khi mà thị trường nó đã rũ rất nhiều rồi, nó bắt đầu nó cân bằng trở lại rồi, nó đi lên, nó sẽ đi lên rất nhanh. Anh chị nhìn thấy không? Có những cái phiên mà này, phiên mùng 4 tháng 7, mùng 5 tháng 7 của anh bảo là thị trường nó chưa cần VN-Index, chỉ số VN-Index nó chưa cần vượt 1.140. Nhưng rất nhiều cổ phiếu đã vượt rồi. Thậm chí những cái ngày hôm mùng 6 tháng 7 nó rũ như thế, nhiều cổ phiếu nó vẫn trơ ra. Đấy, nó có sự khác nhau anh chị nhá, nó có sự khác nhau giữa ngày phiên 29 tháng 6 và phiên mùng 6 tháng 7. Thì đây câu trả lời là kết quả của sự khác nhau đó là cái cây nến ngày hôm nay. Đấy. Thì hôm nay Hùng Anh cũng phải chúc mừng anh chị nào mà mua được hàng. Hôm nay có rất nhiều điểm mua, rất nhiều điểm mua của các cổ phiếu. Đấy. Và cũng rất nhiều cổ phiếu vẫn thể mua được, ví dụ IDI. Đấy. Nó test về này, phải mua này. Đấy. Anh chị nhìn cái nền tảng giá của nó. ANV vẫn mua được. Đấy. VHC hết điểm mua. Nam Kim này, Nam Kim của anh lấy từ những cái cây này. Đấy. Đấy.
nếu mà lấy này hôm nay cũng phải lấy đấy, khi mà nó cân bằng được, nó cân bằng mà nó hướng lên là lấy đấy, nam kim lấy được, hoa sen lấy được đấy, HPG thì liều hết điểm mua. Thật sự HPG thì ngoài không khuyến nghị đấy, ngoài VGS đấy, hay là VPG đấy, anh chị thấy không? Nó hướng lên đấy, đấy, cổ phiếu nó đánh là như thế, nó đánh là như thế. Những ai mà hôm qua bán mất hàng ấy, thì thật sự là rất là khó để mà mua lại, thật sự là rất là khó để mua lại. Đấy. Nhìn hôm nay nó kéo điểm nó tăng kinh khủng đấy, VN Index tăng 11,8 điểm, trong đó thì VCB nó lại chiếm hơn 5 điểm. Tức là họ muốn đánh, tạo lập họ muốn đánh cho anh chị ạ. Khi mà đã bị bán mất hàng ấy, sợ bán mất hàng ấy, nó kéo vọt lên luôn, là lúc đấy là anh chị phải mua giá cao. Không những thế nha anh chị nhé, nó còn kiểm soát hết cung hàng, họ kiểm soát hết cung hàng, lúc đấy họ bán ra giá nào anh chị phải mua ra đấy để có hàng đó, họ kích thích cái lòng tham của anh chị đấy. Thì bây giờ cách xử lý đối với anh chị mà bây giờ cầm tiền cũng rất là khó. Hôm nay là những cái phiên mà tất nhiên là sang tuần vẫn còn thể mua được, hôm nay cũng là vẫn mua được đấy. Nhưng tùy từng cổ phiếu, như anh cũng không mùng 3 tháng 7, mùng 4 tháng 7 anh đã nói rồi đây, anh mua Davaco này. Đấy, bây giờ hàng về 15-17% rồi, rất là nhiều rồi. Davaco anh mua từ cái cây này, anh chị nhớ, anh mua cây này xong lên bị bán, đây cây này bị bán, đấy, xong đó thì lên đến đây mua lại ở đây thì là bị bán vì nghĩ rằng là nó sẽ test lại cái nền này, đây anh mua cây này tiếp, nhưng cây này là bắt đầu phải dựng, đấy, tưởng là nó sẽ về nhưng mà nó không về, nó quá khỏe, hay DRC này. Nó cứ thế nó lên, nó còn không xuống dưới này luôn, nó cân bằng đây nó đi lên đấy, như vẽ này cân bằng đây nó đi lên luôn đấy. Đấy, cổ sản xuất hôm qua thì ngoài cũng có nghe một chuyên gia nói về đối với con DRW này, nó là sóng hồi, nhưng mà thật sự là chuyên gia đấy đánh trên thị trường mười mấy năm mà không biết thế nào là sóng hồi và không biết thế nào là nhịp tăng, là một cái con cổ phiếu nó mạnh như nào đấy. Và bằng chứng câu trả lời ở đây rằng là hôm nay nó là một con cổ phiếu rất là mạnh, rất là khủng khiếp. Đó, bằng chứng là anh chị nhìn này. VN Index hộ dàn OC có mỗi 3 con tím. Đấy, và nó là con tím đầu tiên, DRW là con tím đầu tiên. Đấy. Nhưng anh thật nói thật cho những cái con cổ phiếu này bây giờ nó về nền đấy. Nó về tầm 40 42 ấy, các ông chả múc mạnh. Ông chuyên gia ông chả múc mạnh. Nói thế. Đấy. Nhìn dòng tiền này, nhìn nó đánh này, nó đánh, anh chị nhìn này, nó đánh test cực kỳ chuẩn, tức là con cổ phiếu này nó đánh test cực kỳ chuẩn, nó lái nó vẽ, tức là tạo lái nó vẽ là cực kỳ chuẩn bài. Đấy, nó đánh rất đẹp. Đấy, nó đánh lên rất là ổn. Con cổ phiếu này đi rất từ từ, nhưng mà bản chất của con cổ phiếu này đi rất từ từ, nhưng mà đợt này nó khỏe đến nỗi nó kéo không, gần như là không nghỉ, nhưng mà đấy anh chị nhìn nó đẹp không. Đấy. Mà dòng tiền này, dòng tiền này, dòng tiền vào này. Đấy, dòng tiền vào này. Những cái đợt rũ này người ta còn chả thèm bán ra nữa. Chả thèm bán ra mà chỉ có cầu FOMO và cầu vào mua, chả ai bán cả. Vì nó quá khỏe. Vì họ biết là họ đang cầm một con siêu cổ. Đấy. Cho nên là hôm nay có rất nhiều cổ phiếu có thể mua được. Sang tuần thì tất nhiên vẫn còn cổ phiếu mua được, nhưng mà cái độ rủi ro nó sẽ cao. Vậy những cổ phiếu sang tuần mua được là những cái cổ nào? Ví dụ như dòng thép. Đấy, anh chị nó chưa bất định đâu, sang tuần nó test lại, nó giống như HCM đấy. Đấy, nó test lại anh chị vẫn có thể để ý được anh chị nhé. Đấy. Đấy, dòng thép vẫn thể để ý được. VGS hay là SMC, anh chị nhìn SMC này, nó test rất là nhiều lần rồi, nhìn này, một lần này, hai lần, ba lần này, rút chân lên là lần thứ tư này, test rất nhiều lần. Con này tăng á thì bảo rồi, cứ đúng target thôi, lên 20 đây rồi mới tính, rồi lúc đấy mới xem xét xem là nó khỏe như nào. Dòng thép nếu mà đánh dư địa của nó sẽ, theo ông anh nghiên cứu thì dòng thép, cái thống kê từ năm ấy, trong những video trước của anh của nó, dòng thép nó sẽ bắt đầu chu kỳ của nó từ năm 2024 đến năm 2026. Nếu mà ôm được thì cứ ôm đấy, tầm này nó đang ở chỗ cuối của chu kỳ giảm giá. Nó có rất nhiều cổ phiếu, và những cái cổ phiếu cơ bản, những cổ phiếu sản xuất là những cái cổ phiếu mà
anh chị phải để ý. Nói như này, có một cái câu rất nổi tiếng mà ngoài nghe, khi mà thị trường, khi mà thế giới suy thoái, con người là cái nhân tố để mà làm sao và để kinh tế phục hồi, họ khai thác tài nguyên thiên nhiên ngày càng nhiều hơn. Đó. Khi mà để bù đắp lại những cái hoạt động trong cái nền kinh tế suy thoái, khi mà không, hoạt động mà kinh tế không ai không làm gì cả. Đấy. Họ sẽ tăng cường, sau khi mà thế giới hết suy thoái là họ sẽ tăng cường khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đấy, thì những cái ngành khai thác, sản xuất, khai khoáng là những cái ngành đầu tiên khi mà chu kỳ kinh tế phục hồi, anh chị. Đấy. Tại sao ông anh đánh VPG, tại sao ông anh đánh DGC, tại sao ông anh mua Dabaco, sao ông anh mua thủy sản? Đấy. Nhiều dòng lắm, không có tiền mà mua đâu, anh chị. Thật sự không có tiền mà mua. Đầu tư công thì là do cái đất nước của mình, là chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công. Đấy, thì mua. Còn đông là ông anh đã tập trung đánh dòng sản xuất từ hồi tháng 3, tháng 4 là đánh dòng sản xuất rồi. Khi mà dòng bất động sản và dòng chứng khoán tăng là xong, là phải nhảy ra dòng sản xuất đánh. Đó. Thì dòng tiền bây giờ mới nói về câu chuyện sản xuất. VPG bây giờ ông anh lãi gần 40%, lãi chuẩn bị vượt đỉnh, lãi chuẩn bị nhân đôi thôi. Đấy. Thì lúc nào nhân đôi thì ông anh sẽ khoe lại cho anh chị. Khoe anh chị thấy là một khi mà mình là đúng, mình có thể sai. Khi mà thị trường nó đẩy mình ra, khi đội lái họ đẩy mình ra cổ phiếu, những cái phiên này, đẩy ra ngày 29 tháng 6, ok tôi ra. Vì sao? Thị trường nó giảm tất cả cổ phiếu từ 2, đa số là giảm 4%, hơn 4%, thậm chí sai, tôi ra nó. Nhưng khi thị trường ổn, tôi lại có mặt. Khi anh chị đúng một lần thì 3-4 deal anh chị sai, cắt lỗ 2-4-5%, anh chị sẽ hoàn lại hết và anh chị lời ra rất nhiều. Đó là cách để mà mình chiến thắng ở trên thị trường. Và có anh chị hỏi là sao mà Hùng Anh đoán từ đây này, gần như là đoán từ cái đoạn hết đoạn sideways này là đến khi mà chu kỳ nó tăng, gần như đoán đúng hết. Không phải là đoán mà là Hùng Anh dựa trên phân tích. Đấy, phân tích tâm lý và hành vi. Hùng Anh chỉ dựa vào mỗi giá và khối lượng. Đấy, chỉ dựa vào biểu đồ nến và khối lượng, gọi là giá. Chỉ dựa vào hai cái đấy mình sẽ phân tích tâm lý và hành vi của tạo lập, anh chị ạ. Thì lúc đó là tạo lập họ vẽ ra nến cho mình. Đấy, họ vẽ ra nến, nhưng mà cái hành vi, ví dụ ông anh nói hành vi họ rũ liên tục, đúng anh chị, rũ liên tục qua các phiên. Đấy, đó là hành vi của họ. Họ rũ để làm gì? Hành vi khi mà thị trường ở cái cây này, buổi sáng thanh khoản có 4.700 tỷ, đó để làm gì? Chúng ta phải đọc được những cái ý đồ của họ ở đấy thì chúng ta mới có thể đầu tư được thành công, anh chị ạ. Nếu anh chị không để ý mà anh chị nhìn mỗi chỉ số, bây giờ ai mà nhìn chỉ số viên đấy, mua làm sao? Thứ nhất là không còn cổ tốt mà mua nữa, đúng không? Cổ tốt nó đã vượt đỉnh hết rồi. Dabaco này, đây, nó vượt đỉnh hết này. Nó vượt đỉnh từ cái ngày mùng 3 tháng 7, đây, mùng 4 tháng 7. Đấy. Đấy. Hay là FRT, hay là DRW, vượt đỉnh hết rồi mà trong khi VN Index chưa vượt, đúng không ạ? Đấy. Đợi, ai mà đánh theo kỹ thuật ấy. Đánh theo kỹ thuật là sao? Đánh theo biểu đồ mà lái vẽ thì muộn hết. Đấy. Và càng về sau, ông anh không nói là kiếm được tiền, anh chị không kiếm được tiền ở về sau. Càng về sau nó sẽ càng dễ kiếm tiền, nhưng cái mức độ anh chị mua nó sẽ càng rủi ro hơn nếu mà thị trường có chỉnh, đúng không ạ? Và hôm nay ông anh cũng nói với anh em rằng anh em mua xong hàng ngồi im, chuẩn bị là đến phần thân cá rồi. Cái phần đây này anh chị nhìn này, cái phần từ đây này, cái phần đây này, đây cái phần này này, nó mới chỉ là đầu cá thôi anh chị ạ. Ở đây nó mới chỉ là đầu cá thôi. Đấy. Còn cái phần thân cá là đây này, là cái phần này này. Đấy, là cái phần này này. Đấy. Đây là cái phần thân cá anh chị phải ăn được. Cái phần thân cá này mới là cái phần ngon để mà anh chị ăn được, trả lại, thay đổi cấu trúc tài sản của mình. Đây mới là cái lúc mà anh chị thay đổi cấu trúc tài sản của mình. Chứ không phải là những cái, không phải là những lúc này, những lúc này rất hiếm người có thể bắt được. Đấy. Tâm lý rất hiếm người có thể bắt được. Đấy. Và đây, khi anh chị đánh đúng ở đây thì anh chị mới ăn được. Tập trung, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái dòng cổ phiếu. Thậm chí, thật sự bây giờ rất khó để mà chọn cổ phiếu. Đây nhá, bây giờ dòng thép Hùng Anh vừa nói, chúng ta sẽ xem thử qua dòng đầu tư công. Hôm nay là những cái
gần như là những cái phiên giải ngân cuối cùng. PLC này, con này cũng mua cũng được, nó đang hướng nó test lên này. Đấy. PC1 thì thôi. HHV rất khỏe, KSB cũng rất khỏe. Nó còn không cân bằng nữa anh chị ạ. Bây giờ ông nào đợi cân bằng mệt đấy. Có thể nó sẽ lên đến tít trên này này. Tít cái vùng trên này. Đấy. Sau đó nó mới rũ thì sao? Đợi giờ khó đấy. Bây giờ ai mà cầm tiền thì mới gọi là khó anh chị ạ. Thật sự ai cầm tiền bây giờ thì mới gọi là khó. CTI cũng ok. CTD hôm nay tăng này. 6,47%. Đấy. Đây là FCN. Đấy. FCN hôm nay là một cây test lại mà hôm nay ai mà những mua cái cây này là quá ổn. Sang tuần là vượt đỉnh anh chị. Sang tuần là nó vượt đỉnh. Đấy. Nhưng con này nó test lại này, một lần này, hai lần này, ba lần này, test lại vòng lại lần thứ tư, lần thứ năm test lại. Đấy. Quá nhiều lần test mà anh chị không mua được thì rất là khó. Đấy. Đấy. Sang tuần thì khi mà nó mới tăng này cũng phải này. Đó, C4G. C4G cũng rất ok. Ngoài nó bảo khi mà nó vượt được cái nền này là nó ok. Hay là hút thì hơi yếu. Hút của anh cho rằng là hơi yếu. CTD, TCD, BCG thì thôi. BCC cũng ok. Cũng ok anh chị ạ. HT1 vượt đỉnh. Những cái con cổ phiếu này bây giờ mà chờ thì nó sẽ mất, gọi là những ai mà bán hàng những cái phiên hôm qua liệu hôm nay có dám vào mua không. Đấy, đó là vấn đề. Thì rất ít cổ phiếu đây, còn những cái cổ phiếu như này đây. Cổ phiếu này anh chị đừng nghĩ là nó yếu, đừng nghĩ là nó yếu anh chị nhá. Cổ phiếu này hôm anh cho rằng sang tuần sẽ chạy rất là mạnh. Đấy, nó đang tích lũy này, nó test nền 4 nhịp rồi. Và hôm nay là một cái tăng lại kéo về cuối phiên. Anh chị nhìn này, nó kéo cuối phiên này. Đấy, kéo cuối phiên này. Đấy. Mà anh cho rằng con này chạy cũng sẽ rất mạnh này. Hay Hà Đô, đây là cái nền của nó này. Anh chị muốn mua thì chú ý này. SSC, sang bất động sản công nghiệp, SSC nó vượt đỉnh rồi. Đấy. GVR cũng rất khỏe. Nó cứ thế nó tăng thôi. Đấy. Thường những anh chị mà mua thì nếu mà mua mùng 3 tháng 7, mùng 4 tháng 7 này, này thì mua được những cái cây như này thì bây giờ chỉ có ngồi. Còn bây giờ những anh chị nào cầm tiền lại rất là khó giải ngân. Càng ngày càng ít cổ phiếu để mua. Thật sự là như vậy. PHR. Đấy. Bây giờ anh chị mà lấy thì may lấy được IDC này. KVC này. KVC cũng khó. Nhưng mà cũng vẫn mua được tại vì con này nó lành. Con này năm nay đánh thế này là lành. Đấy. KVC. Dòng đầu tư công, dòng thép, dòng đầu tư công này, đầu thép, dòng đầu tư công thì còn DPG cũng đẹp. Đấy. Còn dòng thép thì có Hoa Sen, Nam Kim, VGS, SMC vẫn thể giải ngân được. Đấy. Đầu tư công thì còn liều thì vào lấy HHV, KSB, còn không thì sẽ lấy FCN, VCG. VCG lại tăng. Đấy. Những ngày hôm nay đây anh chị nhìn này, nếu mà real time thì khó quyết định đúng không? Nhưng mà xem khi mà end of day thì những cái phiên này, ôi sao mình không vào mình lấy, đúng không anh chị? Đấy, nó khó ở cái chứng khoán này. Ví dụ như hôm qua này, hôm qua khi mà thị trường nó giảm điểm với một mức vốn cao, khi thị trường nó giảm anh chị nhìn này, nó giảm 12 điểm, đúng không ạ? Bằng với cái cây này. Đấy, kéo ra này. Đấy, bằng cây này. Đấy, thì lúc đấy vốn nó cao. Đấy, thì anh chị bán luôn. Đấy, trong cái real time ấy, quan trọng nhất là cái quyết định của anh chị trong real time nó mới quan trọng. Chứ còn khi mà end of day rồi, đóng nến rồi thì anh chị nhìn là anh chị sẽ thấy tiếc. Đấy, thì mình luyện cái việc mà trong real time mình ra được quyết định. Hoặc không, nếu mà mình chưa luyện được thì mình sẽ có cái người mà hỗ trợ mình như là những cái broker giỏi. Hôm anh đã bảo những ai hôm qua nói thị trường khỏe, những ai hôm qua dám giải ngân là những người sẽ rất là thành công trên thị trường. Chắc chắn là những người sẽ thành công trên thị trường này. Vì họ nhìn được cái bản chất của thị trường anh chị ạ. Họ nhìn được cái bản chất ở trong của thị trường, những cái cây nến như này khác những cây nến như nào, những cái giá, những cái cổ phiếu vận động, cổ phiếu khối lượng
của cái phiên hôm nay khác những cái phiên trước như nào, khác những cái đợt rũ trước như nào. Đấy, họ sẽ nhìn được. Thì nên theo những cái người như thế. Đấy. Thì công việc đầu tư của anh chị sẽ an nhàn hơn. À, và anh chị sẽ đỡ đau đầu hơn. Ví dụ những ai mà hôm qua nghe broker bảo bán những cái cây 6-7 thì hôm nay thì mất hàng, không mua lại được, và sang tuần sau rất khó mua. Sang tuần sau thị trường nó sẽ lại tăng điểm và có khi nó mở gap. Anh chị ạ. Đấy. Thì chúng ta sẽ nói tiếp. Có đầu tư công này, có thép này này. Chúng ta sẽ sang dòng thủy sản và dệt may. VSC thôi bỏ đúng không? VSC thôi. Đấy, hôm anh đã nói nó đánh cái nền tảng lớn ở đây mà anh. Và thậm chí nó còn không tích lũy ở đây, nó lên luôn chỗ này nó mới tích lũy anh chị ạ. Có thể nó test lại thì đấy, kinh khủng. Đánh không cho mua luôn. Đây là kiểu đánh không cho mua luôn. ANV. ANV anh chị có thể xem xét nhé. Những con này ấy, là kỳ vọng x đôi từ nền. Không cần biết. Từ giá 32 đến 62, 64, đấy, 30 đến 64 là nó về đỉnh cũ anh chị ạ. Hay là IDI anh chị có thể mua được. ASM. ASM không đẹp bằng IDI và ANV anh chị nhé. GIL. GIL hết để mua. Mua phải mua từ cây này hoặc là mua từ những cái cây nó bật lên như này này. Đấy là phải mua. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy. May sông Hồng vẫn còn điểm mua. Hôm qua và hôm nay là bắt buộc phải giải ngân. Nhưng mà con cổ phiếu của dệt may thì ông anh không đánh giá cao lắm. Ông anh đánh giá cao thủy sản. Dệt may thì không đánh giá cao. TCM, VGT, TNG không đánh giá cao, FMC đấy. Những con cổ phiếu cơ bản nó tăng kinh khủng. Hùng Anh ấy, thì không phải là không hiểu về cơ bản. Vì thật ra cổ phiếu cơ bản nào ngoại biết à. Chỉ là mình không nói về vấn đề cơ bản nhiều vì mình nghĩ rằng là cái vấn đề cơ bản ấy thì những ai mà gọi là thật sự có tâm huyết ở trên thị trường này, muốn đầu tư để muốn kiếm tiền trong thị trường này, người ta sẽ bỏ thời gian để người ta nghiên cứu cơ bản trước khi người ta xuống tiền. Vì anh chị xuống tiền đâu phải là xuống ít đâu, xuống 500 triệu, xuống 1 tỷ hay là anh chị mua những cổ phiếu vài tỷ. Anh chị phải tìm hiểu cơ bản đúng không ạ? Còn cơ bản như thế nào thì những cái cổ phiếu cơ bản như thế nào anh chị bắt buộc phải tìm hiểu trước khi anh chị xuống tiền, hoặc có gì anh chị có thể nhắn tin cho ông anh để hỏi. Đây ví dụ như con FMC này, nói con FMC này là doanh nghiệp sản xuất tôm. Đấy, một trong những doanh nghiệp sản xuất tôm lớn của Việt Nam, thị phần chủ yếu là xuất khẩu sang Nhật Bản với tôm đã chế biến, gọi là chế biến sơ bộ. Đấy, chế biến sơ bộ và đóng hộp, thường là chế biến thô đấy. Còn cái chế biến tinh ấy, thì FMC nó chỉ chiếm khoảng tầm 5-15% thôi. Tôi đó đang muốn mở rộng cái việc chế biến tinh thì giá bán nó sẽ cao hơn. Đấy, những cái điều này thì thật sự mình biết nhưng mà mình cũng không muốn chia sẻ nhiều. Đấy, vì những cái con, vì thật sự là những cái chia sẻ này sẽ mất nhiều thời gian, tại vì cái cơ bản là mình sẽ phải cập nhật qua từng quý một. Đấy, chứ không phải là quý này là sẽ giống quý này. Đấy. Ngay cả hay là ví dụ những con cổ phiếu như là Hà Đô chẳng hạn, hồi trước nó làm đất, hồi trước cơ cấu doanh thu chính của nó là bất động sản, nhưng bây giờ hầu hết doanh thu của nó chuyển qua 65% là điện gió, điện năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, 35% là doanh thu bất động sản. Đấy, anh chị, những cái đấy là mình phải nghiên cứu để mình biết là đầu tư gì. Hay như con GVR, nó là cổ phiếu về mảng cao su, nhưng mà nó cũng là một trong những cái chùm khu công nghiệp. Nó có rất nhiều khu công nghiệp ở trên địa bàn, ở trên cả nước Việt Nam, hay là nó còn cả sản xuất gỗ. Hay là Phú Tài, nó làm về cái gì? Làm về lắp ráp ô tô này, nó có mỏ đá này, nó sản xuất gỗ này. Đấy, nhưng cái đấy Hùng Anh đều nắm được, doanh thu như nào cũng nắm được. Đấy, thì những cái đấy thật sự là mình cũng nếu mà chưa đụng vào ấy, anh ai chưa hỏi ấy, thì anh không nói. Đấy, nhưng mà những cái đấy khi mà đụng vào là anh nói được hết. Đấy, và những cái đấy mình phải nghiên cứu vì anh đã nghiên cứu rất là nhiều trên thị trường. Đấy, không những nghiên cứu cả cơ bản
cả vĩ mô đấy, cả kỹ thuật đấy. Hôm anh bảo hôm như hôm qua hôm anh bảo ôi thị trường này, thị trường Dow Jones hôm qua giảm có 1,44%, chả là gì cả. Anh chị nhìn này, thị trường giảm 1,44% khi mà nó đang ở trên đỉnh, nó chả là gì cả. Nhìn này, giảm 1,44% chưa giảm, chưa sợ nhé anh chị. Anh chị phải nhìn này, những cái nhịp chỉnh anh chị phải nghiên cứu thị trường. À, những cái nhịp là nó giảm này, à, nó giảm này, giảm 3%, 4%, giảm đều liên tục. Anh chị nhìn thấy chưa? Giảm đều liên tục này. Đấy, nó giảm đều liên tục, gần 3%, đấy, trên 3%. Nó giảm liên tục thì mấy anh chị mới biết rằng đấy là lúc mà chúng ta cần phải để ý. Và nói tới vĩ mô thì khi mà đợt này tháng 7 này Fed tăng lãi suất và sau đó có thể tháng 8 Fed sẽ tăng tiếp tục. Đấy. Thị trường nó đã discount cái việc là tháng 7 Fed tăng lãi suất bằng cái việc đợt giảm này. Và nó sẽ tiếp tục giảm hay không thì không biết, nhưng mà nó sẽ discount cái việc mà price in cái việc Fed giảm lãi suất tháng 7 vào đây. Nhưng anh chị chờ nhé, khi mà Fed hết giảm lãi suất, chứng khoán nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh trước khi đó, chứng khoán Mỹ nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh trước khi nó bước vào một cái chu kỳ tăng mới. Thường bao giờ như thế, anh chị chờ xem. Khi mà Fed hết giảm lãi suất là tin tốt nó đã ra hết, tin xấu đã hết, thì thị trường chứng khoán hết kỳ vọng, đạt kỳ vọng lợi nhuận vì nó đã tăng rất nhiều từ đáy rồi. Còn bây giờ anh chị cứ thoải mái, nó sẽ còn tăng tiếp. Nhưng còn SPX này, S&P 500 nó có thể tăng lên đến đỉnh. Đến khi mà Fed không hết hết tăng lãi suất và lúc đó Fed hạ lãi suất thì bắt đầu thị trường chứng khoán mới đi xuống. Anh chị cứ chờ xem Hùng Anh nói có đúng không? Vì lịch sử nghiên cứu Hùng Anh là thống kê lại có những cái trường hợp, những cái năm đấy, những cái năm 2008, 2009 là cũng đã như thế. Đấy, anh chị sẽ chờ xem. Đấy. Thật ra thì đầu tư trên thị trường thì mình quan trọng mình phải hiểu được mình đang ở đâu trong một cái chu kỳ của nền kinh tế. Mình sau đó khi mình hiểu biết về vĩ mô, mình quay vào mình áp dụng vào kỹ thuật, vào các cái đồ thị của cổ phiếu, mình biết cổ phiếu nào tốt, mình biết dòng tiền nó đang ở đâu đấy, thì đó mình mới mua những cái cổ phiếu đó. Mình biết dòng tiền nó, ví dụ ông anh nói như từ tháng tháng 12, từ tháng 12 tháng 3 dòng tiền nó chỉ còn lại những cái con sói ở trên thị trường, họ đánh những người đỡ, những người mà đã mua, những người mà đã gọi là kỳ cựu top 1, top 5% ấy, họ đã mua cổ phiếu và họ để lại, họ mua cổ phiếu lúc mà đáy rồi họ để. Còn những cái người mà đầu cơ ấy, giỏi trên thị trường ấy, từ tháng 12 tháng 3 họ lướt sóng cổ phiếu cũng kiếm rất là nhiều, toàn những con sói chơi với nhau đúng không ạ. Còn khi mà từ tháng 4 tháng 5 trở sang là những cái người đầu cơ người ta đã no, bắt đầu người ta chuyển dần sang cổ phiếu cơ bản, dòng tiền lúc này nó chuyển dần sang cổ phiếu cơ bản đấy, lại tiếp tục chạy. Thì chúng ta phải biết ở đâu chúng ta lúc ấy chúng ta mới vào được tiền chuẩn đấy. Chúng ta nhanh nhẹn thì chúng ta đi theo lướt sóng theo dòng tiền, còn nếu không thì chúng ta ngồi chờ sẵn. Khi mình đã biết tại sao anh lại mua những cái cổ phiếu sản xuất trước đấy, chúng anh đã biết là dòng tiền nó sẽ hướng vào đó vì những cái cổ phiếu đầu cơ nó nóng rồi, khi mà nó hết kỳ vọng rồi, người ta cảm thấy đủ, người ta lãi quá nhiều 6-70%, người ta chốt là chuyện bình thường, và những cái cổ phiếu cơ bản mà chưa chạy nhiều đấy, DGW, DGC, đấy, Dabaco hay là thủy sản đấy, hay là Phú Tài hay Vicostone, và những cổ phiếu đó chưa chạy nhiều đấy. Thì đó thì chúng ta cần phải hiểu được để mà ở trên thị trường để chúng ta có một cái góc nhìn và để chúng ta gọi là chúng ta không bị mất tiền trên cái thị trường này. Hãy cứ không mất tiền đã rồi kiếm lợi nhuận sau. Còn hiện tại cũng không phải là không còn cổ phiếu, ví dụ dòng chứng khoán HCM, VCI. Đấy, VCI thì thật sự là cũng khó mà mua được, cũng khó mà mua được. Anh chị sẽ tập trung HCM, SSI. SSI cũng mua được, SHS thôi. SSI, HCM là hai con cổ tốt nhất. Anh chị cần phải để ý vào nhịp này. Nếu mà thị trường mà vào thân cá đấy, thì dòng chứng khoán không thể thiếu đâu anh chị. Đấy, anh chị phải chú ý giải ngân vào những con cổ phiếu như này. Hay là ngân hàng. Đấy, anh chị nhìn ngân hàng này. Ngân hàng, nếu
Ông anh nói nếu mà vào sóng, nhưng mà hiện tại thì ngân hàng chưa, ngân hàng còn phải tích lũy nữa anh chị ạ. Nhìn nó tăng này thôi nhưng mà ngân hàng còn phải tích lũy nữa. Chúng ta sẽ đi qua dòng ngân hàng nhé. VCB, dòng ngân hàng thì hiện tại anh chị nên chú ý, nếu mà anh mà giải ngân vốn to thì vào dòng ngân hàng VIB là 1, STB là 2, SHB là 3. Những cái con cổ phiếu này anh chị mua được. Đấy. Đây là những cái con cổ phiếu mạnh nhất và nó phiêu nhất ở trong dòng ngân hàng. Nhưng mà đối với ông anh ấy, ngoại không kỳ vọng dòng ngân hàng nó quá là lớn trong cái giai đoạn này đâu. Nó sẽ có nhịp tích lũy lại khi mà thị trường nó điều chỉnh. Đấy. Thì lúc đó thì ngoại sẽ xem xét xong. Và hôm nay là dòng ngân hàng ấy, để nói về phiên hôm nay, dòng ngân hàng nó là một cái bộ mặt, nó thể hiện một cái bộ mặt rất là khỏe, nó đỡ cho cả thị trường và nó kéo lên khi mà ngoại đã nói rồi, khi mà anh chị đã bị bán, bị rung, bị lắc, bị cướp mất hàng thì nó, hôm nay nó kéo lên là tăng điểm số để anh chị không vào mua thôi. Còn anh chị mà mua vào những cái cổ phiếu ngân hàng một ngày nó tăng cho anh chị vài like thì cũng rất là khó để mà kiếm lợi nhuận khi mà vào cái cơn sóng anh chị ạ. Chúng ta phải tận dụng thời gian, vì từ tháng 4 năm 2022 đến giờ này, đến tháng 11, và từ tháng 11 đến tháng 6 đến tháng 4 của năm 2023 là giai đoạn rất là khó khăn để kiếm tiền. Thì bây giờ vào cái giai đoạn thân cá này anh chị phải cố gắng kiếm tiền trước khi mà thị trường nó, ngoài nghĩ rằng là nó đến tháng 10, tháng 10, tháng 11 là sóng này sẽ là rất là to đấy. Đến đến tầm đó. Đấy. Thì hiện tại thì còn rất là ít cổ phiếu có thể mua được. Chúng ta sẽ đi qua xem này, chứng khoán rồi đúng không? Bán lẻ. FLT thôi. FLT tăng này chị, DGW đấy. DGW hôm nay này, hôm mồng 4 này, hôm từ những cái hôm này này là anh chị bắt buộc phải vào lấy, kiểu gì cũng phải vào lấy. Ngày hôm nay tăng vào đấy là 1. Đây là xem là pet. Đấy, những con cổ phiếu này anh chị vào lấy được này. Đấy, tích lũy nền chồng nền này rất là khỏe. Rất khỏe anh chị nhìn này, rất là khỏe. Đấy, hôm nay bắt buộc phải vào lấy. Hôm nay là điểm để vào lấy của pet này. Hoặc là hôm mùng 4 tháng 7. Đấy, buộc phải vào lấy. Nó tăng vượt đỉnh rồi. Đấy. Vicostone thôi. Ủa, Đức Thành thôi. DHC, con này thanh khoản bé, con này cũng là một cổ phiếu tốt mà thanh khoản nó bé. DRC. DRC cũng ok. Đấy. DPR cũng ok. Đấy. À, cũng rất là khó, hết hết điểm mua. Chăn nuôi xem bắp. Bắp này test lên này, test lại này. Đấy. Cũng thể mua được. Nhưng mà để mà nói rằng so với Dabaco ấy, thì không khỏe bằng Dabaco. Con này ngoan cầm từ nền đến 30, 28, 30 của anh bạn. Đến tầm này của anh bạn. Cứ để nó tặng. Và để xem lên đến đây xem là, ông anh nói là lên đến đây xem là cái việc nó đã tạo đỉnh hay chưa. Khi cổ phiếu tạo đỉnh ấy, nó có dấu hiệu rõ ràng anh chị ạ. Đó, thì cứ chờ. Còn chưa việc gì phải vội, nếu mà không có dấu hiệu tạo đỉnh thì ông anh vẫn sẽ cầm tiếp. Đấy. Chăn nuôi cảng biển Adahat. Đấy, nổ này, nó bò dần lên này, nó không nổ, nó bò dần lên. Đấy. Những cái con này là anh chị phải lao vào lấy, chờ đây là nó giống như đoạn này. Đấy, chờ lao phải lao vào lấy. Đấy. Thế là vốt. Vốt anh chị nào muốn, hiện tại cái chỉ số cả hàng khô ấy, Baltic Dry thì nó chưa tăng nhưng mà giá cổ phiếu nó thể hiện là không còn xấu nữa, tức là nó thể hiện, tức là cổ phiếu nó cho chúng ta biết rằng là chỉ số đấy nó sẽ không còn xấu nữa và nó đã đạt đáy rồi, nó chỉ có từ đáy đi lên rồi. Đấy. Thì chúng ta có thể vào lấy được, nhưng mà anh khuyến nghị là lấy HAH. Đấy, xong mới đến GMADF, mai cũng phải vào lấy. Nhưng ông anh cũng không thích con này lắm, ông anh thích vốt hơn.
Đấy, cảng biển thì có vài con như thế. DXP. Đấy, cũng không gọi là nó test, mua thì được thôi nhưng không biết nó có tăng không. Con này nếu mà chạy nhịp hai, chạy nhịp hai thì anh nghĩ là nó sẽ rất là khỏe. Nếu mà nó tăng tiếp, à, anh chị nhìn này, vô nó đang bé lại. Con này chờ được. Nếu mà nó chạy nhịp hai tức là nó khi mà cổ phiếu nó bắt đầu có dòng tiền vào thì anh chị có thể vào lấy được. Đấy. Cảng biển hàng không phân bón hóa chất, phân bón hóa chất xem nào. DGC. DGC thôi chắc nó phải tích lũy lại, ai liều mới vào lấy được thôi. DGC đánh như này. DPM. DCM. Thường những cổ này cũng lấy được thôi, nhưng mà Hoàng Anh nghĩ là nó chen nó chưa khỏe lắm. Chen nó chưa khỏe. CSV. Tăng. Thì con này đánh rất là phiêu. BFC. Dân tình nói BFC nhiều lại tăng lên lại, nó phải tích lũy lại. Dòng bất động sản thì nó yếu không? Anh chị nhìn nó hay sell này. Nếu mà ông anh có ấy, ông anh sẽ bán từ những cái cây này này. Nếu mà ông anh mua từ đây nhé, khi mà nó về ông anh mua từ cái cây 21 tháng 6, ông anh sẽ bán từ cây này hoặc là cây này, không tăng được. Đấy. Hoặc chậm nhất là cây này, chứ đừng để xuống đến đây rồi nó gãy. Dòng bất động sản thì ông anh cho là yếu, không thể nào mà đánh được nữa. Đấy. Chúng ta sẽ phải chờ trong quý 4 nó tích lũy lại. Kìa. Nam Long này cũng gãy này, đây đây là cái bull chart này, kinh khủng không? Bull chart lên gãy. Đấy, tiếp. Nếu mà ông anh cho rằng Nam Long sẽ về đây, về đến tầm 29, tầm này đây anh chị ạ, tầm cái vùng nền này, ông anh cho rằng sẽ về đây. Nhà Từ Liêm này, test lại, nhưng mà dòng bất động sản yếu rồi, NHA yếu rồi. Thì sang tuần sau đấy. Nói chung sang tuần sau thì những cái cổ phiếu mà những sang tuần sau VN-Index có thể tiếp tục mở gap đi lên anh chị nhé. Giờ khả năng chỉnh khó lắm, cái kiểu đánh này chắc chắn sang tuần sau là sẽ mở gap đi lên, giờ không có test đáy nữa đâu nhé, giờ không có test đáy nữa. Đấy. Mở gap đi lên thứ nhất là thế, và thứ hai các cổ phiếu cũng sẽ tăng mở gap. VN-Index chuẩn bị vào thân sóng, nó sẽ đi kiểu này, sau khi nó cân bằng xong đấy, nó sẽ lại giống như cái năm này. Đi lên này. Hoặc là như thế này. Nó đi lên sau khi nó cân bằng xong. Đấy. Và các cổ phiếu ngày càng ít điểm mua, ông anh đã nói rồi đúng không? Những đầu tư công là một này, thủy sản là hai này. Đấy. Thép là ba này, bây giờ chú ý vào những cái này. Những cổ phiếu như DPG, KBC, SZC, GVR, PHR. Đấy, khu bất động sản khu công nghiệp Nam Kim, Hoa Sen, ANV, IDI, đó là những cái cổ phiếu mà còn điểm mua, HDG cũng còn điểm mua đấy. Thế anh chị chú ý những cái cổ phiếu đó sang tuần thì anh chị thể giải ngân. Thì video của ông anh hôm nay đến đây là hết. Nếu anh chị thấy hay thì hãy cho anh chị cho ông anh một like và subscribe kênh của ông anh để ông anh có thêm động lực ra video mỗi ngày. Xin cảm ơn và chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Hẹn anh chị gặp lại anh chị vào sang tuần sau.